Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Yuki Channel. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, sau một tuần mà ở nhà cách ly thì mình cũng có mua đồ để dự trữ ở trong nhà rồi, nhưng mà hôm nay bắt buộc phải đi chợ tại vì thiếu những thứ khác giống như giấy vệ sinh rồi những đồ chùi rửa. Hôm trước mua không được, hôm nay phải đi mua. Thì mình muốn đi xuất hành ra đường để coi có tình hình chợ như thế nào. Thực sự thì không muốn đi ra đường tại vì thấy dịch bệnh nó tăng nhanh quá đó, nhưng mà bắt buộc mình phải đi thôi. Nguyên một tuần 8 ngày ở trong nhà, bây giờ mình đi ra đường mình xem cái tình hình như thế nào. Đầu tiên thì có một cái lệnh là cách ly tại nhà một tuần, bây giờ đã tăng lên 2 tuần, và mới sáng hôm nay thì tăng lên là đến cuối ngày 30 tháng 4 luôn. Mà cái giờ giới nghiêm ở đây thì nó bắt đầu từ 9 giờ tối đến 10 giờ sáng hôm sau bạn mới được ra đường. Nhưng mà ra đường thì phải có mục đích, phải có lý do đi đâu, đến đâu. Nếu police ta chẳng hạn hỏi mình phải biết là mình đi đâu và mình về đâu, nhà mình ở đâu. Rồi cứ 9 giờ thì tất cả mọi chỗ đóng cửa hết và 10 giờ sáng mới mở cửa. Nhưng mà mình nói cái này đóng cửa đây là chỗ bán thực phẩm, grocery store, rồi mấy cái chợ đóng cửa thôi. Với lại pharmacy, những chợ Walmart, mấy chợ lớn người ta mở. Chợ thì cho mở, còn rõ ràng là mấy cái kia shut down hết rồi. Và bây giờ nếu đi ra đường thì mình phải chuẩn bị khẩu trang nha, đeo vào. Lấy theo một cặp găng tay để chắc ăn. Rồi mặc thêm cái áo gió nữa, gió cái gì mà chống được thì cứ mặc vào. Bây giờ mọi người đi theo mình ra chợ nha. Let's go. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến cái chợ Kroger. Thì đây là chợ Mỹ. Tại vì chợ này gần nhà. Thì ở Mỹ nó có rất là nhiều chợ. Chợ cao cấp nhất là chợ Wholesale. Rồi tới chợ Public. Rồi tới chợ Kroger. Rồi tới chợ mà bình dân nhất là chợ Walmart. Walmart là chợ mà bình dân nhất, cái giá rẻ nhất, tại vì đồ nó nhiều mà nó có giá thành rất là thấp. Thì trước cửa chợ thì có một nhân viên, người ta clean cái tay nắm sách của cái xe shopping cart bằng cái chất khử trùng đó. Hôm nay là thứ hai của tuần thứ hai, hôm nay mình đi chợ nè, đi chợ khá nhiều nè. Trong chợ thì cũng không đông lắm. Và mình để ý, nãy giờ mình nhìn xung quanh thì mình thấy là đồ ăn, thức uống vẫn rất là đầy đủ như mọi khi nha. Không có gì là biến động hết. Một điều đấy nữa là trong chợ thì không đông, nhưng mà số người mà đeo khẩu trang rất là ít. Thường ở Mỹ thì nhà nào cũng có cái tủ đá để mà để đồ đông đá đó. Thì mà đồ ăn thì mua dự trữ, nhưng mà vẫn còn thiếu những thứ lặt vặt như hành, ngò, rau, cỏ rồi đó. Rồi hôm nay thì mình đi tìm những cái chất tẩy rửa, chất tiệt trùng á. Nãy giờ tìm hoài không thấy. Còn cái mình thử xem cái giấy vệ sinh ở đây. Thì mình thấy giấy vệ sinh ở đây thì nó cũng lỗ chỗ, tức là nó vẫn còn không nhiều, nhưng mà cũng không ít nha. Thì người ta mới có nhiều loại lắm, mà hình như cái giá bây giờ nó cao hơn lúc trước chút xíu. Giấy vệ sinh rất là nhiều nha, giấy vệ sinh với lại giấy tay, giấy lau tay. Còn rất là nhiều, mấy bữa trước thì hút, còn bây giờ thì thấy nhiều. Nhưng mà ở đây mình thấy là có những cái bảng ta ghi là mỗi gia đình chỉ mua được một cái package này thôi. Khoảng 12 tới 16, có loại 18 cái toilet paper.
hay có những cái bản ta ghi để mọi người khỏi lấy nhiều quá. Và nãy thì mình thấy người ta rất tự giác, mọi người chỉ lấy một bịch thôi, chứ người ta không lấy nhiều. Rất là nhiều loại, tại vì ở trước giờ giấy vệ sinh thì có rất là nhiều loại và nhiều giá khác nhau, có loại là 2 lớp, loại 3 lớp, tôi tùy theo cái giá thôi. Nhưng mà giấy vệ sinh ở trước giờ mua thì không ai mà mua để dành, người ta xài bao nhiêu thì người ta mua bấy nhiêu. Và thậm chí hồi đó mình mua thì mình còn chờ nó on sale với mình, thấy rẻ là mình mua về nhiều để mình cất nhà, và tại vì cái này là cần dùng. Mà bây giờ thì hết rồi, một tuần qua là bây giờ phải đi mua giấy vệ sinh. Đây các bạn ta ghi là trong cái mùa cao điểm này thì mỗi người nó chỉ nên lấy một băng, một cuộn, một bịch. Nhấn này một đụng ấn lấy một bịch thế hệ này với lòng tay cũng như là giấy paper toilet và tissue cũng chỉ lấy một bịch thôi. Chờ rất là thắng thì lúc trước khi mà có cái tình bệnh dịch này thì không có hút cái giấy này, nhưng mà sau này thì có lúc có những thời gian người ta mua hoảng loạn, người ta cứ mua rất là nhiều, người mua 2-3 bịch, bây giờ người ta mới giới hạn lại để mà không có bị mà khủng hoảng về cái hàng hóa, cái giấy vệ sinh này ha. Mà tại sao cái giấy vệ sinh bán rất là chạy khi mà có cái dịch coronavirus này? Tại vì người Mỹ, cái nhà vệ sinh của người Mỹ, người ta không có cái vòi xịt ở trong cái restroom, tức là người ta dùng hoàn toàn bằng giấy từ trước giờ. Còn ở Việt Nam mình là có những nước châu Á thì có cái vòi rửa xịt trực tiếp từ trong cái bồn cầu á. Cho nên là lúc mà đi mua sắm lúc khủng hoảng thì mình cũng không có mua giấy vệ sinh nhiều nữa. Thì bây giờ phải chạy đi mua. Mà những cái mặt hàng này thì người ta sản xuất không kịp á. Tại vì cái nhu cầu nhiều quá, người ta mua, người ta tích trữ nhiều quá, cho nên là cái sự khan hiếm nó xảy ra là một điều rất là bình thường. Và hôm nay thì một tuần khủng hoảng trôi qua thì cái việc giới nghiêm vẫn còn tiếp tục, nhưng mà cái hàng giấy vệ sinh thì mình thấy vô tư nha, rất là nhiều. Và thứ hai là khoảng cách an toàn, đây giống như cái chỗ này là pharmacy của cái chợ này, thì người ta sẽ đo đúng 6 feet, tức là 1.8 m, để người ta cho mình xếp hàng từ người này khỏi đi gần người khác. Chợ rất là vắng nha, không có nhiều khách, cho nên cái việc mà cái khoảng cách an toàn cũng không có là vấn đề quan trọng, không phải vấn đề lo ngại gì lắm. Nguyên cái chợ mình đi thì mình thấy cũng vài lác đác vài người mang khẩu trang thôi, hầu như là không mang. Đây chỗ pharmacy nè, hầu như không mang, và tất cả các nhân viên trong chợ Kroger này không ai mang khẩu trang hết. Kiểu cashier mình thấy cũng không mang khẩu trang nữa. Thì mình nghĩ là thông tin báo đài hay là internet là rất là nhiều. Đương nhiên người ta cũng lo sợ, nhưng mà mình không biết tại sao mà người ta lại không mang khẩu trang. Là nhân viên Kroger là trong không mang khẩu trang ha. Mình nghĩ là thông tin báo đài hay là internet là rất là nhiều. Đương nhiên người ta cũng lo sợ, nhưng mà mình không biết tại sao mà người ta lại không mang khẩu trang. Là nhân viên Kroger là trong không mang khẩu trang ha.
Rồi giờ mình check out rồi về thôi. Thì hôm nay mình muốn đi với các bạn đi một vòng xem tình hình chợ búa, cái mùa giới nghiêm nó như thế nào. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong các bạn ủng hộ mình nha. Bạn nào chưa đăng ký hay subscribe cho mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.